Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 5,74%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 6,93% và đứng thứ 8 trên 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,15%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 3,95% và khu vực dịch vụ tăng 6,11% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này tuy không cao nhưng các thế mạnh về kinh tế nhìn chung tiếp tục được giữ vững. Song nếu so với kế hoạch đề ra thì tăng trưởng này chưa đạt như mong muốn. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác ước đạt 206.398 tấn và chỉ đạt 37,29% kế hoạch. Đối với sản xuất công thương nghiệp có mức tăng thấp và chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng 3,84% so với cùng kỳ. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cường sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Riêng hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa tăng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 40.045 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đạt 46,67% kế hoạch. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ước hơn 463 triệu đô la Mỹ và đạt 40,05% so với kế hoạch.